Nhưng mà thì nghe đồn hôm qua cái tập với Duy Khánh nó nói chuyện 6 tiếng rồi. Đâu rồi? Vì tình bạn 11 năm. Thì uống quá nhiều trà sữa. Xin mời Bu Bu uống cái đấy. Ủa Thiên uống trà sữa luôn á hả? Thì uống đầy luôn á, ngày nào Thiên uống hết á. Ta tưởng là mình muốn giữ mấy cục muối. Người ta nghĩ vậy chứ mình đâu có làm vậy đâu. Ví dụ bản thân em là một khán giả, em thấy là anh là một cái người hát tình ca, anh hát lãng mạn như vậy, nhưng mà khi mà vào chương trình này cái lifestyle của anh nó lại lệch đi với tiêu chuẩn về cái hình ảnh anh đang xây dựng, thì em thấy thì sao? Bị nhạt? Em bị cuốn hút bởi những người tài năng. Tài năng thì họ sẽ có cách để họ kiếm được tiền thôi ạ. Quốc Thiên có sợ là chương trình sẽ có nổ ra những cái drama mình không biết trước không? Thiên không. Đâu phải cái suy nghĩ là phải có scandal về show với nội mà là đúng đâu, đúng không ạ? Một cái EP sắp sửa ra mắt với nhiều bài hát mới. Còn sau đêm chung kết sẽ làm live concert Skynote của Thiên. Yes. Tại hai nơi đó là Hà Nội và Đà Lạt. Bước vào một cái mở phong bì ra, rớt xuống vực luôn. Nhà trẻ đâu có tệ đến mức như vậy ta. Mùa đông vây quanh ai, với đôi buồn yêu của anh. Dòng từ tay viết cho em, gạt mưa vây kín trái tim anh. Em mới gót người lặng thinh, cứ vậy rồi em bước đi. Đừng xa anh mà hãy để ra, vì giờ em quên. Nói ra đi vì sao chia ly, dối gian anh điều này có khiến em vui. Thiên sẽ làm bài này lại trong chương trình live concert của Thiên. Nói ngủ vì stress, vì tư duy phải làm những gì tiếp theo. Em nghĩ là người yêu cũ luôn là một cảm hứng. Đúng rồi. Chứ không người làm cho mình bị cay cú đúng không? Giả tạo. Phương Vi, Quốc Thiên, Uyên Linh, Gia Suy, Nhật Thủy, Trọng Hiếu, Hán Huy. À, Trang Lý Phương nữa, 8. Trang Lý Phương rồi, xin mời Bu. Nói gì không ta, hãy cứ im lặng. Hay là mình tin, hãy cứ xin thôi. Bạn đang nghe Bật Nến Podcast của Dustin On The Go.